Nguyên nhân mà dẫn giúp em năm nay ổn định về phong độ cũng như về thể lực thì đó là đầu tiên là không chấn thương, sau là được huấn luyện viên tạo điều kiện thi đấu nhiều thì thể lực, tâm lý và tinh thần của mình nó sẽ ổn định hơn. Đầu tiên và cái tâm lý là cái ổn định nhất, cái tâm lý là cái quan trọng nhất của cầu thủ đá bóng. Nếu mà mình tâm lý thoải mái, tự tin thì điều gì cũng sẽ làm được. Thì trước tiên là nguyện vọng của em thì như những người khác, tức là đầu tiên là em muốn thi đấu thật tốt, thi đấu tốt để thành tích đội được có thành tích cao trong mùa giải năm nay, trước tiên là như thế. Theo bản thân em thì hiện tại giờ thì em cũng chưa có gì mà lo lắng, vì em cũng chưa rất là thoải mái. Theo em bây giờ tinh thần của em, đầu óc của em cũng khá là thoải mái, em chưa nghĩ đến nhiều về vấn đề ấy. Vì em nghĩ thì mình cứ cống hiến, cứ cố gắng tập luyện thì đâu tốt, rồi cái gì đến nó sẽ đến.